Rất vui được gặp lại quý hàng chúng ta trên kênh YouTube bán nhà của Pháp và bán nhà Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một căn nhà phố được thiết kế theo cách Cityland kiểu Pháp năm 2018, nằm ngay trục đường Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà phố chúng ta là một căn nhà phố thiết kế rất đẹp với kết cấu là một trệt, một lửng, ba lầu, sân thượng trước sau. Nhà chúng ta là căn nhà có hướng đông nam và căn nhà chúng ta là căn nhà thiết kế rất đẹp nha mọi người ơi. Nên là chúng ta để ý thấy này, làm rất chắc chắn và kiên cố, và khu phố chúng ta là một khu phố rất là sành điệu. Đường trước nhà chúng ta là con đường lên tới 16 mét, có vỉa hè và xe hơi đậu ở đây rất là thoải mái. Chúng ta có thể đậu 4-5 chiếc xe hơi trước nhà mình, và bên này chúng ta có cây xanh và vỉa hè nữa mọi người ơi. Căn nhà rất hot, đang được nhà đất Thị Hùng chào bán trong buổi chiều tối ngày hôm nay, với diện tích là ngang 4,5 m và độ dài là 17 m, và hướng nhà là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà chúng ta thiết kế rất đẹp, nằm trên một trục đường mặt tiền hẻm thông, phù hợp với chúng ta mua ở mua làm phòng công ty, và rất tiện thuận tiện chúng ta mua ở mua đầu tư cũng như là mua đi bán lại luôn. Và buổi chiều tối ngày hôm nay nhà đất Thị Hùng đến đây và giới thiệu đến mọi người chúng ta một căn nhà phố mặt tiền đường, trước nhà là đường 16 m, và hướng nhà của chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và mình sẽ chiếu lên khu vực mặt tiền một nữa cho mọi người cùng nhìn này, ngang 4,5 m và độ dài là 17 m nha. Rồi mình di chuyển vào phía bên trong căn nhà này, thì phía trước này chúng ta sẽ có khoảng cái hè 3 m, chúng ta đậu xe máy. Đây là khoảng vỉa hè của căn nhà mình nha. Vỉa hè rất đẹp nha, rất sạch sẽ và đã xanh rồi. Và di chuyển vào phía trong đây, chúng ta sẽ có lớp cửa cuốn phía ngoài. Ở bên trong này chúng ta sẽ có lớp cửa được làm bằng chất liệu là gỗ căm xe. Và nhà chúng ta được tặng rất là nhiều nội thất cao cấp, như là một bộ bàn ghế được làm bằng chất liệu là gỗ đỏ. Và phía dưới này chúng ta sử dụng là sàn gạch bóng kính 80 này. Đây chúng ta được tặng lại một bộ bàn ghế bằng chất liệu là gỗ đỏ này. Đây chúng ta được cố một trệt, một lửng, ba lầu, với công năng sử dụng là phòng khách, gara, xe hơi, phòng bếp, 5 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Đây là khu vực gara xe hơi nha mọi người. Thì khu vực này chúng ta sẽ đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ, rất là thoải mái và dễ dàng luôn. Và di chuyển vào phía trong đây này, chúng ta để ý thấy này, ở bên tường chúng ta được ốp gạch lên tường lên cao khoảng chừng 1 m này. Ở đây chúng ta có trang điểm những cái bức tranh này. Mình di chuyển vào khu vực bên trong này, phía dưới khu vực cầu thang này chúng ta có khu vực tủ rượu. Tủ rượu này chúng ta được thiết kế và bố trí rất hợp lý. Phía dưới chúng ta có khu vực để giày dép và những nón bảo hiểm. Phía trên thì chúng ta sẽ trưng bày những chai rượu quý, và ở đây khu vực tủ rượu được làm bằng chất liệu là gỗ sồi. Phía dưới khu vực cầu thang chúng ta có một sảnh này được ốp đá và điểm những cái vân rất đẹp. Và phía trong này chúng ta có khu vực cầu thang. Cầu thang chúng ta sử dụng là tay vịn căm xe, mặt đá hoa cương và kính cường lực 10 ly. Di chuyển vào phía trong đây, chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng bếp này. Khu vực không gian phòng bếp của chúng ta rất là rộng. Thì ở đây chúng ta để thấy trên tường được ốp đá hết rồi, tạo những cái kính lên tạo sự bóng cho căn khu vực không gian phòng bếp của gia đình mình. Và ở đây tủ cái bếp chúng ta được làm bằng chất liệu là gỗ sồi. Và khu vực không gian tủ cái bếp của chúng ta này rất là rộng nha mọi người. Phía này chúng ta khu vực để tủ lạnh. Phía dưới khu vực cầu thang chúng ta có những kệ trang trí nằm ngay phía dưới khu vực cầu thang luôn, ngang 4,5 m và độ dài là 17 m, và được cũng có một trệt, một lửng, ba lầu, với công năng sử dụng là gara xe hơi, khu vực đậu xe máy, phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và một sân thượng trước sau. Phía sau này chúng ta khoảng những trời, khoảng trời chúng ta được làm rất là đẹp và có che chắn rất là kỹ rồi. Và ngay đây chúng ta có một phòng vệ sinh sử dụng chung khi chúng ta sinh hoạt ở dưới trệt luôn. Và căn nhà này nằm ngay trục đường Phạm Văn Bạch, điểm giao nhau giữa trục đường Cống Lở và đường Phạm Bạch, phường 15, quận Tân Bình. Di chuyển đi lại rất là thuận tiện, chúng ta đi về trung tâm thành phố rất là gần và đi qua sân bay thì khoảng chừng 5 phút thôi nha mọi người ơi. Và hướng nhà chúng ta là một hướng nhà đông nam,
rất là phù hợp. Chúng ta mua làm phòng công ty và đường nhà chúng ta là con đường lên tới gần 16 mét, có vỉa hè và cây xanh. Và mình di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng ở căn nhà này nhé. Trên này chúng ta có khu vực không gian tầng lửng, ở đây chúng ta có những bức tranh được làm bằng giấy lụa 3D và được ốp gỗ lên trên tường, tạo sự đẳng cấp cho căn nhà của gia đình mình. Và đây là khu vực không gian tầng lửng này, chúng ta để ý thấy này, tầng lửng của chúng ta này, sàn là gạch bóng kính 80 và lửng của chúng ta được ốp đá cũng như là ốp gỗ. Trên này chúng ta có trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Và phía sau thì chúng ta sẽ có khu vực không gian ngồi uống cà phê. Ở đây gia chủ tặng sẵn cho mình một bộ bàn ghế để ngồi để chúng ta thưởng thức cà phê ngay khu vực tầng lửng luôn. Và phía này chúng ta có khu vực tủ kệ tivi. Đây là khu vực không gian ở trên tầng lửng của căn nhà mình nha. Được thiết kế bố trí rất đẹp nha mọi người ơi. Đầu tư rất là tỉ mỉ và nội thất thiết kế trong căn nhà này rất là đặc biệt. Mình di chuyển lên khu vực lầu trên, khu vực không gian phòng ngủ nha. Nhà này thì chúng ta sẽ có 4 phòng ngủ và một phòng ngủ dành cho người giúp việc. Phòng ngủ chúng ta rất là rộng. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 1 này. Thì chúng ta có khu vực cửa sổ ra ban công và cửa ra ban công đã được gắn màn rèm cửa sẵn lên rồi. Ở trên tường thì chúng ta sử dụng giấy dán tường, giấy lụa 3D. Và tất cả phòng ngủ của chúng ta có tủ áo hông tường và ống máy lạnh đã được đi sẵn rồi. Rồi nhà đất đây Hùng xin nói giá bán cho mọi người cùng nghe. Giá bán căn nhà này đang rao ra với giá là 8 tỷ 087 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh cho quý hàng nào thiện chí. Quý hàng nào quan tâm thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Thùy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp vào website của bên mình là nhà đất Thùy Hùng.com để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác ở khu vực Cò Vấp, là khu vực phường 15 quận Tân Bình. Đây là khu vực không gian phòng vệ sinh của phòng ngủ số 1 này. Chúng ta có bồn rửa, gương soi, bồn cầu, bồn tắm đứng, vòi tắm hoa sen, vòi tắm sông hơi, có kệ để đặt khăn và cửa phòng vệ sinh chúng ta sử dụng là cửa nhựa lõi thép. Mình sẽ qua khu vực phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía sau thì chúng ta để ý thấy này, ở đây này, gia chủ được trang trí rất là đẹp. Có khu vực bàn làm việc, hướng ra khu vực giếng trời phía sau, có phòng vệ sinh trong và có giấy dán tường 3D này. Đây khu vực phòng ngủ số 2. Thì phòng ngủ phía sau này chúng ta sử dụng không gian phòng tắm là không gian mở, nhưng chúng ta có rèm để kéo xuống nha mọi người. Và đây là khu vực phòng tắm, khu vực phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ này thì chúng ta cũng có ống máy lạnh được đi sẵn cũng như là có tủ áo âm tường luôn. Cửa phòng ngủ chúng ta sử dụng là cửa gom xe. Và mình xin nhắc lại là căn nhà này có diện tích ngang 4,5 m và độ dài là 17 m, nằm ngay trục đường Phạm Văn Bạch sát bên với ngã ba Cống Lở Phạm Bạch, phường 15 quận Tân Bình. Và căn nhà chúng ta là căn nhà mặt tiền, đường trước nhà là con đường 16 m, có vỉa hè, có thể đậu được xe hơi 4-5 chiếc trước nhà. Và căn nhà chúng ta là căn nhà thiết kế rất đẹp với công năng sử dụng là gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, một phòng ngủ dành cho người giúp việc và phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà chúng ta là hướng đông nam, phù hợp với những ai phong thủy là đông tứ trạch. Và căn nhà chúng ta đang rao bán với giá là 8 tỷ 087 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh cho những vị khách hàng nào thiện chí, những vị khách hàng nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy nhanh tay liên hệ bên nhà đất Thùy Hùng theo số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Hoặc là chúng ta có thể truy cập trực tiếp của website của bên mình là nhà đất Thùy Hùng.com. Đây là khu vực phòng ngủ số 3, khu vực phòng vệ sinh, để xem thêm những mẫu mã nhà bán mới đẹp khác. Có khu vực Cò Vấp như là khu vực phường 15 quận Tân Bình. Đây là khu vực phòng ngủ số 4 nha mọi người ơi. Phòng ngủ số 4 của chúng ta này. Và mình di chuyển lên khu vực phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau cũng như là phòng dành cho người giúp việc. Đây chúng ta có khu vực phòng giặt này,
Phía sau này chúng ta sẽ có khu vực sân thượng phía sau. Khu này là khu nhà lầu đồng bộ 80 căn nha mọi người ơi. Đã đi vào sử dụng hết rồi. Và đây chúng ta có khu vực phòng thờ. Và ngoài này chúng ta sẽ có khu vực phòng sinh hoạt chung, hoặc là chúng ta có thể làm phòng tập gym, cũng như là phòng dành cho người giúp việc. Về rất hồng xin chào và hẹn gặp lại quý hàng ở những video tiếp theo nha.